Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1. Viết Trang 107. Đề 1. Viết đơn xin tham gia câu lạc bộ em yêu thích. Bài làm. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đơn xin gia nhập câu lạc bộ hè. Kính gửi ban chủ nhiệm câu lạc bộ hè trường tiểu học Phú Đô. Tên em là Vũ Diễm Quỳnh, ngày sinh mùng 7 tháng 6 năm 2014 em được biết nhà trường cho mở câu lạc bộ hè cho các bạn học sinh toàn trường nhằm tăng cường kỹ năng hoạt động giúp các bạn học sinh giao lưu với nhau em nhận thấy đây là một câu lạc bộ có các hoạt động ý nghĩa em mong muốn ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm cho em tham gia câu lạc bộ hè để ôn tập nâng cao kiến thức cũng như các hoạt động giải trí tập thể khi được tham gia câu lạc bộ hè tại trường, em xin hứa sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường, nhiệt tình tham gia sinh hoạt, đóng góp các giải pháp xây dựng câu lạc bộ. Nếu trong quá trình sinh hoạt mà vi phạm các quy định của câu lạc bộ, em xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn. Phú Đô, ngày 8 tháng 12 năm 2023. Ý kiến của phụ huynh người làm đơn quỳnh vũ diễm quỳnh lá đơn xin tham gia câu lạc bộ em yêu thích đến đây là hết rồi cô chào các con